Toyota Avanza Premier vì sao lại hơn một chiếc xe gia đình? Toyota Avanza Premier không chỉ rộng rãi, tiện nghi mà còn hiệu quả, an toàn và đặc biệt giá cạnh tranh, nên vượt xa mong đợi về một chiếc xe đa dụng 7 chỗ dành cho gia đình. Thị trường xe đa dụng cỡ nhỏ tại Việt Nam bùng nổ trong những năm gần đây với thị phần tăng khoảng 8 lần trong phân khúc xe hạng B chỉ trong 5 năm qua. Những mẫu xe thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dùng là Mitsubishi Spander, Suzuki XL7, Ertiga, Toyota Rush. Trong đó các mẫu xe Toyota tỏ ra khá khiêm tốn trước đối thủ. Tuy nhiên gần như chắc chắn, cục diện đó sẽ thay đổi, bởi hãng xe Nhật đã thực sự quan tâm đến phân khúc này mà bằng chứng là vừa mang về bộ đôi xe đa dụng 7 chỗ chiến lược Veloz, Cross và Avanza Premier. Trong đó, Avanza Premier hoàn toàn mới lột xác về mặt thiết kế lẫn trang bị, an toàn và giá bán cạnh tranh, thiết lập một chuẩn mực mới trong phân khúc xe đa dụng 7 chỗ giá mềm tại Việt Nam. So với thế hệ cũ, Avanza Premier có thiết kế thể thao, trẻ trung với mặt ca lăng mới, những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe, bộ mâm lớn hơn, tới 16 inch. Xe có trang bị hiện đại, với đèn pha trên COS dạng LED này đã được trang bị tiêu chuẩn, gương chiếu hậu đã được gập tự động và tích hợp đèn báo rẽ. Kích thước tổng thể của xe cũng dài và rộng hơn trước từ 10 đến 20cm, bao gồm cả chiều dài cơ sở, khiến nhiều người còn cho rằng Avanza Premier hoàn toàn có thể xếp trên một phân khúc so với thế hệ cũ, dù vẫn có tên gọi Avanza. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là kích thước lớn tạo cho Avanza Premier một không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc. Đặc biệt, với thiết kế linh hoạt của cả ba hàng ghế, đi cùng chế độ sofa lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc, giúp cho không gian của xe được tùy biến, phù hợp với nhiều mục đích như khi chở nhiều người, chở nhiều hàng hay cần không gian thư giãn. Bổ sung giúp không gian của xe như một ngôi nhà di động là hàng loạt trang bị tiện nghi mới như khóa thông minh, khởi động nút nhấn, màn hình cảm ứng 8 inch kết nối Apple CarPlay trên Android Auto. Chưa dừng lại ở đó, Avanza Premier còn được trang bị động cơ 1.5 lít tiêu chuẩn cho cả hai phiên bản, giúp tăng cường sức mạnh vận hành, nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức 6,3 lít trên 100 km đường hỗn hợp trong điều kiện thử nghiệm. Và để đảm bảo an toàn, Toyota đã bổ sung cho Avanza Premier hàng loạt hệ thống an toàn lần đầu có trên dòng Avanza như cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Không những vậy, Avanza Premier còn có những trang bị mà đối thủ cùng phân khúc chưa có như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, 6 túi khí. Có thể nói, chưa bao giờ Avanza lại rộng rãi, tiện nghi và an toàn, mạnh mẽ đến thế. Tuy nhiên, ở lần ra mắt này, Toyota còn gây sốc cho người dùng Việt bằng mức giá rất cạnh tranh, từ 548 đến 588 triệu đồng, lại là xe nhập nguyên chiếc từ Indonesia. Mức giá hấp dẫn này cũng khiến các đối thủ đang phải đứng ngồi không yên. Rõ ràng, dù đường xa mới biết ngựa hay nhưng ngay từ khi xuất hiện, Avanza Premier với những lợi thế đặc biệt hứa hẹn sẽ gây sốt trong phân khúc xe đa dụng 7 chỗ giá mềm tại Việt Nam. Để giúp khách hàng an tâm sử dụng Avanza Premier và Veloz Cross dài lâu, Toyota Việt Nam đưa ra hai gói gia hạn bảo hành. Gói thứ nhất cho phép mở rộng thời gian bảo hành thêm 1 năm hoặc 25.000 km. Gói thứ hai tăng thêm 2 năm bảo hành hoặc 50.000 km. Như vậy, tổng thời gian bảo hành tối đa cho hai mẫu MPV này lên tới 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Khách hàng có thể chọn mua gói gia hạn bảo hành mong muốn tại bất cứ đại lý nào của Toyota trên toàn quốc. Bên cạnh đó, từ nay đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2022, Toyota còn hỗ trợ khách hàng mua bộ đôi MPV mới dưới dạng trả góp bằng gói vay tài chính Balloon. Chỉ cần thanh toán trước 110 triệu đồng khi mua Avanza Premier và 130 triệu đồng khi mua Veloz Cross là khách hàng có thể sở hữu những chiếc MPV này. Số tiền trả góp hàng tháng trung bình chỉ 6 triệu đến 7 triệu đồng tùy mẫu xe. Lãi suất cố định đặc biệt trong 12 tháng đầu chỉ 6,99% năm. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.